Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Lâm Đồng công nhận thêm 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3-4 sao, nâng tổng số đạt chuẩn OCOP của địa phương lên 177 sản phẩm. Hỗ trợ cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số vay vốn xây nhà vệ sinh, cải thiện môi trường sống. Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ở Lâm Đồng chủ động áp dụng đổi mới quy trình nâng cao chất lượng đào tạo học viên. Giơ tay xin thoát nghèo ở vùng đồng bào Rắc Lai ở Ninh Thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thời sự tối nay là thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Chiều nay 22 tháng 9, Hội đồng OCOP tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận 23 sản phẩm OCOP cấp tỉnh Lâm Đồng đợt 1 năm 2022 cho 13 chủ thể sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản, dược liệu trên địa bàn tỉnh. Hội đồng OCOP tỉnh đã trao chứng nhận cho 15 sản phẩm hạng 4 sao của 6 chủ thể và 8 sản phẩm hạng 3 sao của 7 chủ thể. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Daisy International đóng tại thôn Tupor, xã Đà Chai, huyện Đạc Dương có 6 sản phẩm hạng 4 sao và công ty trách nhiệm hữu hạn Ichifood có địa chỉ tại thôn 1, xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương có 5 sản phẩm hạng 4 sao, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, đặc sản của địa phương, được sản xuất và chế biến đạt chuẩn OCOP như bột rau cần tây, bột rau diếp, bột rau má, cà phê phim giấy, v.v. Các sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu, được đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng và đảm bảo thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, thiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, xây dựng và bảo hộ logo, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì tem nhãn. Như vậy đến nay, toàn tỉnh có 177 sản phẩm OCOP của 103 chủ thể. Cụ thể, có 9 sản phẩm 5 sao, trong đó 2 sản phẩm đã có quyết định công nhận và 7 sản phẩm đã trình Trung ương xem xét quyết định, 94 sản phẩm 4 sao và 74 sản phẩm 3 sao. Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, đồng thời xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn nhằm tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu mà huyện Cát Tiên đang tập trung triển khai. Theo đó, thời gian qua, huyện Cát Tiên đã tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời ban hành nhiều cơ chế chính sách kích cầu kêu gọi đầu tư cho phát triển sản xuất gắn với xác định đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực của địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với tình hình thực tế. Từ những hình thức cách làm trên đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng sản xuất lúa giống chất lượng cao, diện tích trên 9.000 ha, vùng sản xuất chuyên canh rau tại các xã ven sông Đồng Nai, diện tích trên 500 ha, vùng trồng dâu nuôi tầm diện tích trên 300 ha. Đặc biệt, huyện Cát Tiên còn chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng cây ăn trái có quy mô lớn với tổng diện tích trên 1.000 ha. Với những loại cây có giá trị như là sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt, chùm chùm, qua đó góp phần đa dạng các loại cây trồng, đem lại nguồn thu nhập cho người nông dân địa phương. Việc tiên phong thực hiện các mô hình sản xuất mới được nông dân Lâm Đồng thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, hướng đi này đang phát triển với tốc độ nhanh và các mô hình sản xuất cũng ngày càng phong phú hơn, không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao hơn mà còn mở ra hướng đi mới để người nông dân có thể làm giàu trên chính ruộng vườn của mình. Cũng như nhiều người dân địa phương, đã hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Văn Đoá ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà chỉ tập trung chuyên canh cây cà phê. Nhận thấy giống cây trồng này khó tạo ra đột phá trong thu nhập, nên năm 2018, ông Nguyễn Văn Đoá quyết định tìm hiểu và đưa cây mang tây về trồng thử. Đây cũng là mô hình mang tính thử nghiệm đầu tiên của huyện Lâm Hà. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên mang tây phát triển tốt, năng suất cao, ít sâu bệnh. Với giá bán dao động từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, vườn mang tây 6.000 m2 mang lại cho gia đình ông nguồn thu trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp 3 lần so với nguồn thu từ cây trồng truyền thống là cà phê. Bên nhà mình đang trồng trong nhà kính thì nó tương đối tốt. Đầu ra thì riêng về mang khu vực Lâm Đồng này thì là không có đủ khả năng lượng hàng để cung cấp cho họ. Cây mang tây là đối với tỉnh Lâm Đồng thả sức mà làm thì chưa có phải là đã hết. Nếu mà so sánh giữa cây mang tây và cái cây cà phê ấy, thì nói như này,
là nó nếu về giá trị sản phẩm rồi là lợi nhuận thì nó so với cây cà phê là nó phải gấp 4 lần so với cây cà phê. Ở vùng đất Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên nói riêng cũng như các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh nói chung, bao năm qua người dân vẫn đi rừng hái lá sâu bép hay còn gọi là sâu nhíp về làm thực phẩm. Tuy nhiên, việc đưa giống cây này vào sản xuất tập trung mang tính hàng hóa thì hầu như chưa ai làm. Do đó, mô hình trồng sâu bép tập trung của một số nông hộ như Điểu Thị Réo, Điểu Thị Keo ở xã Đồng Nai Thượng được xem là tiên phong. Dù đang ở giai đoạn khởi đầu, tuy nhiên hơn 2 sào rau bép ngoài cung cấp nguồn rau xanh cho gia đình, mỗi năm còn mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng cho gia đình chị Điểu Thị Réo. Thấy cây rau nhíp phát triển tốt trong vườn điều nên tôi đã trồng nhân rộng, vừa để có nguồn rau sạch để ăn, vừa có thêm thu nhập từ việc bán rau. Trồng cây rau này thì khá dễ, nó không vất vả như các loại rau khác. Nó lên quanh năm, ít sâu bệnh. Mình làm cũng có thu nhập khá, tháng nào cũng có tiền, nó hơn nhiều cây trồng truyền thống của địa phương. Còn tại xã Phi Liên, huyện Đông Sông, trong khi hầu hết nông dân địa phương chỉ quen với cây cà phê và một số cây truyền thống theo cách làm thông thường, thì năm 2020 chị Hương đã liều vay mượn đầu tư 3.000 m² nhà kính để sản xuất ớt chuông. Vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng về kinh nghiệm cũng như điều kiện tự nhiên, nhờ áp dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, mảnh vườn đã đều đặn mang lại cho chị Hương hơn 300 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 10 lần so với trồng cà phê. Mô hình này thì theo tôi nghĩ thì là rất hiệu quả, giúp cho phát triển kinh tế. Một sào nhà kính thì theo tôi nghĩ thì chắc phải bằng 1 hectare cà phê. Mỗi người có một hướng đi và cách làm riêng trong việc làm giàu từ chính vườn ruộng của mình. Tuy nhiên có một điểm chung, đó là sự mạnh dạn và dám đột phá trong tìm kiếm mô hình sản xuất. Họ không sợ thất bại và dám chọn cách làm mà ở địa phương mình chưa có, hoặc còn ít người dám thử. Và điều này đã mang lại sự thành công cho người nông dân. Trồng thử nghiệm đến năm nay là năm gần như năm thứ năm rồi. Thì thấy cái hiệu quả nó là thu nhập thì phải gấp 4 cây cà phê. Tại vì công chăm sóc với lại thu hái thì nó đơn giản hơn. Nói chung cây chanh này thì làm nó không phức tạp như cây cà phê. Việc người nông dân dám mạnh dạn chủ động tìm tòi và phát triển những mô hình sản xuất mới ở các khu vực vùng sâu vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua không chỉ giúp mang lại nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính gia đình họ, mà còn mở ra hướng đi mới, tạo động lực và niềm tin để hàng trăm nông hộ khác học hỏi làm theo, phá thế độc canh, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng đa cây, đa canh, vừa nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vừa đảm bảo phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Phê duyệt đề án phát triển đường giao thông nông thôn, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ở Lâm Đồng chủ động áp dụng đổi mới quy trình nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị phải xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng sở ngành hay cơ quan đơn vị nào, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan đều phải vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác chấp hành, nêu gương và vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với cán bộ, đảng viên để nêu gương. Bố trí nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, phương tiện, bồi dưỡng lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
các ban ngành chức năng phối hợp tiến hành kiểm tra ma túy đối với số lái xe, phụ xe trên địa bàn để phòng ngừa các đối tượng này gây ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị công an tỉnh chỉ đạo huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng công an và các lực lượng khác có liên quan tham gia tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. Trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ quá tải, cơi nới thùng xe, đậu đỗ xe, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không được bỏ qua lỗi vi phạm, không tiếp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai, đồng thời thông báo về cơ quan đơn vị quản lý những trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên để xem xét xử lý theo quy định. Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo chất lượng, bền vững, nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án phát triển đường giao thông nông thôn, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể đề án đặt ra đến năm 2025 sẽ có 100% đường huyện, đường xã và đường thôn, liên thôn được trải nhựa hoặc bê tông hóa. 85% trở lên số km đường ngõ, xóm, hẻm, đường nội đồng được nhựa hóa hoặc đổ bê tông đáp ứng yêu cầu sản xuất vận chuyển hàng hóa. Nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn này là xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 829 km đường giao thông nông thôn. Hàng năm, tỉnh sẽ tiến hành bảo trì 737 km đường huyện, 1.416 km đường xã và 1.614 km đường thôn. Dự kiến nguồn vốn thực hiện các tuyến đường huyện, đường xã với tổng số vốn 723 tỷ đồng. Số tiền này sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện theo kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm. Để nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên học lái xe, ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 04 năm 2022 về ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo lý thuyết, thực hành gắn với sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ở Lâm Đồng đã chủ động áp dụng đổi mới quy trình đào tạo cho học viên. Tham gia đào tạo lái xe ô tô bằng B2 tại trung tâm đào tạo lái xe Lạc Hồng, huyện Đức Trọng, anh Hoàng Văn Cường luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên nơi đây. Vì vậy, kiến thức tiếp cận khá nhanh và dễ hiểu. Đặc biệt, khóa học của anh Cường mới đây được tiếp cận học lái bằng công nghệ thông tin và phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Một nội dung khá mới đối với học viên. Em thấy các thầy đây chỉ bảo rất là tận tình, cho em học những cái lý thuyết và thực hành trên đường, trên xa hình, rất là bài bản. Mình có thể ra ngoài đường, mình có thể lái, mình có thể thực hiện những cái bài lái tốt hơn. Thì mình áp dụng trong cái đát này, thì học viên lái rất cứng, cái xử lý km đi rất chi là nhiều ở trên đường. Là người ta vừa thực hành lái xe trên đường và được trải nghiệm các cái biển báo để người ta xử lý từ xa. Để các học viên khi ra trường thì có cái kỹ năng lái đảm bảo an toàn. Nếu như trước đây chỉ đào tạo dạy nghề, nhưng sau khi được cấp phép sát hạch, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Lạc Hồng đã chủ động các phương pháp đào tạo và tạo được uy tín cho học viên. Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng thực hiện thông tư số 04 của Bộ Giao thông Vận tải về áp dụng phần mềm mô phỏng cũng được đơn vị triển khai. Đối với dạy thực hành luôn đảm bảo đủ thời gian 40 giờ và quãng đường học thực hành lái xe 1.110 km. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã đào tạo sát hạch và cấp mới trên 3.800 giấy phép lái xe các loại. Chúng tôi triển khai thêm hai cái phần học nữa. Một là cái phần áp dụng tình huống mô phỏng đối với học viên học lý thuyết. Thứ hai là gắn thêm thiết bị giám sát quãng đường học đối với học viên học thực hành. Thì trên phương diện đào tạo thì chúng tôi phổ biến và tập huấn đối với đội ngũ giáo viên để đảm bảo là gì, giáo viên nắm đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo. Khi mà học viên đã tốt nghiệp và sát hạch thì đảm bảo đáp ứng tốt với nhu cầu lao động bên ngoài. Đối với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Thiên Phúc Đức, việc áp dụng các quy định mới được triển khai thực hiện tốt. Trung tâm này không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nên chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt với mục đích cao nhất đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
đào tạo ra cho học viên có được một cái kỹ năng tốt thì trước mắt là chúng tôi có một cái đội ngũ giáo viên có một cái tay nghề tốt và mình dành cho học viên những cái ngày học tốt nhất và cái thời gian đảm bảo nhất. Khi mà mấy anh chị được cấp cái chứng chỉ hoặc cấp được cái chứng nhận và giấy phép lái xe thì chúng tôi mong muốn tất cả học viên trong trường tôi ra đều có một cái tay lái vững vàng. Lâm Đồng hiện có 6 trung tâm đào tạo sát hạch lái xe. Các đơn vị này hiện đã triển khai các quy định tại thông tư 04 Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, các cơ sở đào tạo lái xe phải truyền dữ liệu về thời gian và quãng đường thực hành lái xe của học viên về cơ quan quản lý nhà nước là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ trung thực dữ liệu đó. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đặc biệt học viên phải tham gia đầy đủ thời gian học lý thuyết và quãng đường thực hành lái xe trên đường và áp dụng giảng dạy theo phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, cabin điện tử. Để cho người dân học ra trường mà họ thực hiện một cách tốt nhất để mà an toàn cho cá nhân và là an toàn cho xã hội thì trước mắt là trung tâm phải đào tạo một đội ngũ giáo viên phải nói là đi vào cái chuyên môn, phải nói là hết sức chuẩn mực. Cái thứ hai nữa là cái phương tiện mình phải sắm cho những cái phương tiện thật tốt, có cái thiết bị DAS ra thì cũng rất là tốt vì giám sát được học viên chạy ít chạy nhiều, nó nằm trong cái thiết bị DAS. Server đó sẽ báo về tổng cục rồi sở giao thông theo dõi. Một năm như vậy thì các đơn vị đào tạo lái xe ô tô là đào tạo được khoảng trên 10.000, cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân ở địa phương để coi như là kiểm tra giám sát các cơ sở trong quá trình đào tạo. Yêu cầu là các đơn vị phải tuyển sinh đúng theo quy định trong quá trình đào tạo. Thì chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức kiểm tra đột xuất cái việc đảm bảo nội dung chương trình đào tạo. Các cái đợt thi tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo thì chúng tôi cử cán bộ đi giám sát coi như các cái học viên nào đảm bảo cái yêu cầu coi như hoàn thành cái công tác đào tạo thì mới tổ chức sát hạch. Và cái việc tổ chức sát hạch thì cũng thực hiện nghiêm túc theo cái quy trình của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn. Áp dụng công nghệ mới và gắn với trách nhiệm đào tạo sát hạch lái xe hiệu quả sẽ góp phần giúp cho học viên vững về chuyên môn, chắc tay lái, từ đó áp dụng trong thực tiễn, góp phần đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác khi tham gia giao thông. Chuyển sang những thông tin thời sự khác, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa phân bổ gần 7 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn. Cụ thể, gần 5 tỷ đồng phân bổ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hơn 1,2 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi gần 800 triệu đồng. Từ các nguồn vốn nêu trên, sẽ được thành phố Bảo Lộc triển khai các dự án, gồm phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thực hiện chương trình OCOP, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn, hỗ trợ vệ sinh môi trường nông thôn, đa dạng hóa sinh kế, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, v.v. Thông qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo ở địa phương. Ngày 22 tháng 9, Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho hội viên phụ nữ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Đây là chương trình nằm trong tiểu dự án cấp nước tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Trong đợt này, 60 hội viên phụ nữ xã Tu Tra được vay mỗi hộ 10 triệu đồng để xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh, thời hạn vay 36 tháng với lãi suất 0,5% một tháng. Tu Tra là một xã vùng sâu có trên 60% dân số là bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc cho chị em hội viên phụ nữ vay vốn có ý nghĩa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống, thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Giơ tay xin thoát nghèo ở vùng đồng bào Rắc Lai ở Ninh Thuận. Câu lạc bộ Bí Xanh lan tỏa nhiệt huyết hướng tới cộng đồng của tuổi trẻ Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, dù liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người mắc lừa các thủ đoạn lừa đảo tiền từ tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, thế nhưng nếu cập nhật thường xuyên và nâng cao cảnh giác thì vẫn có thể phòng tránh được.
Trong thời gian qua, ngân hàng cũng liên tục có khuyến cáo giao dịch an toàn cho người sử dụng. Khuyến cáo giao dịch an toàn, hướng dẫn giao dịch an toàn. Những thông báo này liên tục được các ngân hàng gửi đến khách hàng thông qua email, trên app hoặc trên các kênh phương tiện thông tin. Phương thức lừa đảo nhiều, nhưng nếu cẩn trọng vẫn có thể phòng tránh được. Người dân cũng tránh là đưa các hình ảnh cá nhân của mình lên mạng quá nhiều, dễ bị lạm dụng trong một số trường hợp mà như vậy. Cái thứ hai đặc biệt là các hình chụp về các giấy tờ tùy thân cá nhân là tuyệt đối là đưa lên mạng xã hội hoặc đưa lên các cái trang bên ngoài mà không tin tưởng thì cái việc rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh nhiều lớp bảo mật và liên tục cảnh báo cho khách hàng, các ngân hàng cũng đã bắt đầu quan tâm tới quyền lợi của khách hàng bằng việc xác minh nguyên nhân và bồi thường nếu xảy ra mất tiền. Khi mà phát sinh cái sự việc mà khách hàng bị lừa đảo hay là bị sử dụng tài khoản sai mục đích và không phải do khách hàng thực hiện thì trong vòng 72 giờ nếu khách hàng liên hệ với tổng đài 247 của MB thì chúng tôi cam kết là trong vòng 15 ngày làm việc tất cả các cái quy trình, các bước xác minh và hoàn tiền khách hàng sẽ nằm trong 15 ngày làm việc đó và cái số tiền tối đa chúng tôi cam kết bồi thường là 100 triệu. Về phía cạnh pháp luật, cần có những quy định pháp lý rõ ràng để hạn chế tối đa rủi ro. Khi mà giao dịch điện tử qua Internet thì các ngân hàng cũng đều phải quy định một hạn mức nhất định, tránh cái tình trạng là càng hiện đại, càng nhanh chóng thì nó càng dễ bị tội phạm lợi dụng, dễ bị rủi ro mà rủi ro thì rất khó khắc phục. Thế cho nên là có những hạn mức tùy theo cái thỏa thuận với khách hàng, tùy theo cái tính chất của giao dịch, có thể là một vài chục triệu, có thể là một vài trăm triệu. Các ngân hàng khuyến cáo nếu nghi ngờ email giả mạo, khách hàng tuyệt đối không được thực hiện theo các hướng dẫn trong email như truy cập vào đường link hoặc nhập mã OTP để tránh mất tiền. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin của cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra hay nhân viên ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, chuyện sinh ra khỏi danh sách hộ nghèo quả thật rất hiếm ở nhiều địa phương. Bởi lâu nay, nhiều người vẫn muốn nhận những chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho những hộ nghèo và cận nghèo. Thậm chí, nhiều gia đình đã khấm khá cũng không muốn thoát khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Ấy vậy mà, ở vùng đồng bào Rắc Lai, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, có nhiều hộ nghèo đã tự giác xin thoát nghèo. Điều này chứng tỏ giờ đây, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã có ý thức vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại. Cuộc họp dân tại thôn Bạc Rai 1, xã Phước Bình. Sau một thời gian dài không tập trung đông người do dịch bệnh COVID-19, hôm nay là ngày đặc biệt của 159 hộ dân trong thôn, khi tập trung về nhà trưởng thôn để nghe phổ biến về rà soát hộ nghèo năm 2023. Anh Bu Bu Hoa là một trong bốn hộ xung phong xin xóa tên trong danh sách hộ nghèo. Mặc dù chưa thực sự khá giả, nhưng anh có sức trẻ. Vườn bưởi đã bắt đầu cho thu hoạch, nên anh tự tin cuối năm nay gia đình mình sẽ thoát nghèo. Ba đứa con mình, có đứa con đi học, hai đứa con đi làm. Mình cũng là hai vợ chồng làm nhà được, rồi xin thoát nghèo. Đó, dành cho mùa khác. Gia đình chị Pi Năng Thị Mạnh được hưởng chính sách hộ nghèo từ nhiều năm nay. Năm 2018, chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 30 triệu đồng để trồng bưởi và chăn nuôi bò. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực chăm sóc vườn bưởi, năm nay gia đình chị đã có thu nhập vài chục triệu đồng từ bán bưởi và nuôi thêm 4 con bò. Hiện nay, hai con cái lớn của chị đã có gia đình riêng. Con trai út được về trường phổ thông dân tộc nội trú, Pi Năng tắt học, nên chị cũng xung phong xin thoát nghèo. Có bưởi rồi, có bò có rồi, hai ba con gì đó. Con cái lớn hết rồi, là nợ nần nhà nước đất hết rồi, không còn nợ nữa. Xin thoát nghèo năm nay. Năm 2022, xã Phước Bình phấn đấu có 20 hộ thoát nghèo. Để người dân nỗ lực, quyết tâm thoát nghèo, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã phân công mỗi đảng viên giúp một hộ nghèo, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội đoàn thể, phòng ban của xã, phụ trách từ 3 đến 5 hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người dân trong chuyển đổi cây trồng, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn. Huyện Bắc Ái hiện có 3.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 40% dân số. Mỗi năm huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%. Những cánh tay sinh ra khỏi hộ nghèo của đồng bào Rắc Lây, Phước Bình là minh chứng cho sự thay đổi về tư duy và ý thức vươn lên, quyết tâm thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Thì sắp tới thì vẫn tiếp tục là triển khai một cái chương trình, cái kế hoạch của ban quận ủy
về triển khai thực hiện cái chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thì trong đó phải nói rằng là có cái nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, mà trong đó thì một điều rất là có hiệu quả đó là làm sao mà chuyển đổi được cái nhận thức, ý thức của bà con, nhất là những người mà đang là nghèo, bà con về mục tiêu, những ý nghĩa, về cái cách làm để làm sao mà gia đình mình sẽ sớm thoát nghèo và thoát nghèo một cách bền vững. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó điểm mấu chốt là người nghèo phải có quyết tâm tự thân thực sự muốn thoát nghèo. Khi người nghèo mong muốn thoát nghèo, họ sẽ nỗ lực làm ăn, cố gắng lao động sản xuất. Họ sẽ là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Điều này cũng khẳng định công tác xóa đói giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo có về đích sớm hay không, phần lớn phụ thuộc vào ý thức và tự giác của mỗi người dân. Với phương châm điều ước thật, niềm vui thật, những thành viên trong câu lạc bộ Bí Xanh, một câu lạc bộ đặc biệt của thanh niên thành phố Lào Cai, đã có nhiều chương trình hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc hướng tới cộng đồng. Ngày hôm nay, học sinh mầm non ở điểm trường Nậm Rịa, xã Hợp Thành đón nhận niềm vui bất ngờ, đó là một buổi sinh hoạt chung ấm áp. Trong số gần 100 học sinh, người giấy, xa phó này, không ít em lần đầu tiên được thổi nến, được cắt bánh mừng tuổi mới. Miếng cơm manh áo bố mẹ các bạn còn phải kiếm hàng ngày, nên là đối với các bạn nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật thì các bạn rất là xa xỉ, và hôm nay là các bạn rất là vui mừng. Đây là một trong những cái chương trình chúng tôi đã đồng hành từ năm 2019, đó là việc mà tổ chức những cái sinh nhật nhỏ cho các cháu học sinh ở những điểm trường vùng cao hoặc là những điểm trường ở xa xôi mà cái điều kiện vật chất cũng như là cái điều kiện về văn hóa tinh thần còn rất nhiều hạn chế, thì chúng tôi muốn mang đến một chút niềm vui nho nhỏ với đúng theo cái ý nghĩa của cái tên là sinh nhật nhỏ. Tám bí thư, nguyên bí thư đoàn cơ sở ở thành phố Lào Cai đã cùng thành lập câu lạc bộ với tên gọi Bí Xanh, tự hào về màu áo xanh đã gắn bó trong suốt hành trình tuổi trẻ. Các thành viên câu lạc bộ đã và đang phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Niềm vui của những người trẻ tuổi đôi khi chỉ đơn giản là chung tay biến những ước mơ của các em nhỏ vùng cao thành hiện thực thông qua chương trình Những Điều Ước Thật. Cái nguyện vọng vẫn được tiếp tục, dù ở cương vị mới cũng là tiếp tục được cùng đồng hành với các bạn cán bộ đoàn hội ở khắp mọi nơi, là để vẫn cũng tiếp tục có những cái đóng góp, cái chia sẻ để giúp cho các cháu đáp ứng được những cái nhu cầu nhỏ nhất trong cuộc sống. Nỗ lực kết nối các hội từ thiện, nhà hảo tâm, từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ Bí Xanh đã phối hợp tổ chức được 5 chương trình lớn, trao tặng hơn 1.000 xuất quà với tổng trị giá trên 800 triệu đồng cho các thôn bản vùng cao thành phố. Điều quan trọng hơn, những việc làm thiết thực ý nghĩa của những cựu thủ lĩnh đoàn đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào đoàn và công tác thanh thiếu nhi ngày càng phát triển. Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, từ nay đến năm học 2024-2025, cả nước cần tuyển thêm hơn 6.600 giáo viên tin học và 5.780 giáo viên ngoại ngữ để dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học. Đến thời điểm này, số giáo viên nghỉ việc chuyển việc khoảng 16.000 người. Để thu hút và giữ chân giáo viên yên tâm công tác, Bộ đang triển khai xây dựng và đề xuất Chính phủ thực hiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.